Nhà máy nước mắm này là phải nói là lớn nhất ở Phan Thiết luôn. Các bạn thấy cái màu sắc đẹp không? Ôi, wow, thơm lắm các bạn ơi. Ngon xuất sắc luôn á. Ta gọi nước mắm nhĩ là nó nhĩ ra từng chút như vậy. Đóng gói, làm label hết tất cả bằng thủ công. Đó, nước mắm nhĩ KT Phú, nguyên chất nha. Và không có chất bảo quản nha các bạn. Xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay là KT hân hạnh đến một nhà máy sản xuất nước mắm nhĩ Phan Thiết cho KT Food thương hiệu các bạn. Là hân hạnh tới đây để chia sẻ với các bạn là quy trình chế biến một cái chai nước mắm ra độc đáo và chất lượng như thế nào. Và từng bước chia sẻ với các bạn luôn. Có rất là nhiều câu hỏi như là tại sao nước mắm nhĩ KT Food lại ngon như vậy, đậm đà như vậy và cái màu sắc lại đẹp như vậy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ từng bước quy trình luôn. Và KT sẽ chia sẻ tại sao KT chọn cái quy mô nhà máy nước mắm này. KT đi rất là nhiều nơi khác nhau ở Phan Thiết, nhưng mà sau khi mà KT xem quan sát và cuối cùng chọn ở đây là bởi vì ở đây là làm nước mắm trên cả trăm năm rồi các bạn, và làm ra rất là sạch sẽ và ngon, cái màu sắc, nhiều màu sắc và độ đạm giống như là KT mong muốn, cho nên là KT đã chọn ở đây. Và các bạn ơi, bây giờ KT sẽ chia sẻ với các bạn nguyên cái nhà máy ở đây nhìn nó như thế nào nha. Rất là to lớn nhất ở Phan Thiết luôn các bạn ơi. Đây các bạn thấy muối không? Muối này được dự trữ ở đây ít nhất là 6 tháng trước khi ướp cá nha. Rất là nhiều luôn. Làm bao nhiêu tấn cá đó các bạn, là cho nên là mình phải cần có một số lượng lớn như thế này. Và đây là bồn chứa bằng gỗ. Một cái bồn như thế này là chứa khoảng 20 tấn cá các bạn. Một cái bồn như thế này. Nước mắm nhĩ nè, đó, bây giờ là đang rót ra như thế này. Tại sao gọi nước mắm nhĩ là khi mà nó ướp xong rồi đó, ra từng nho nhỏ như thế này, nhĩ như thế này. Rất là to lớn, không có phải nhiêu đây đâu. Cho các bạn xem từ đằng đó ha. Cái nhà máy này lớn lắm, cho nên là mình sẽ chia sẻ các bạn từ từ nha. Nhà máy này lớn nhất nhì ở Phan Thiết. Wow. Và bây giờ mình sẽ mời một anh làm ở đây. Và anh sẽ chia sẻ tỉ mỉ từng giai đoạn làm ra một cái nước mắm nhĩ, một cái sản phẩm chất lượng như thế này. Dạ, em chào anh. Dạ, anh tên gì ạ? Anh tên Trường. Dạ, anh tên Trường. Anh có thể chia sẻ là mình làm như thế nào, từng quy trình mình làm như thế nào ra một cái sản phẩm nước mắm nhĩ như thế nào không anh? Trước khi mình muốn làm ra một cái sản phẩm nước mắm nhĩ đó, thì dạ, mình phải lựa cái con cá tốt và cái nguồn muối tốt. Dạ. Rồi mình sẽ... Khi mà anh nói tốt là như thế nào, là tươi phải không ạ? Nó phải tươi, đạt chuẩn. Rồi mình sẽ... phối hợp muối là cứ 3 cá một muối trộn, dạ, đều lên, đưa một cái thùng cây này. Đó, thùng cây này thường nó được 20 tấn. Dạ. Ém lại, cài lén lại cho ra 1 năm 12 tháng mình sẽ nó chia ra cho một cái sản phẩm này nè. Dạ. Nước mắm nhĩ. Dạ. Nhĩ ra từ từ. Dạ. Đó. Wow. Thì tùy theo cái sản phẩm mà người ta đặt phải không anh? Giống như là tùy theo đợt 1, đợt 2 nữa phải không ạ? Cái sản phẩm thì tùy chị đặt là cái độ đạm là bao nhiêu nữa, dạ, thì nó sẽ ra cho một cái nước mắm nhất định. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi là tại em nghe nói là thí dụ như là em thấy muối đây, thì muối này là anh đem cá về rồi anh mới ướp đúng không? Dạ, và sẽ có một đợt là mình sẽ ướp cá từ ngoài biển luôn, biển khơi luôn, đó là em tìm hiểu là thấy như vậy đúng không? Đúng rồi. Dạ, một loại á, là người ta sẽ ướp cá, đem cá về đây và ướp. Và loại thứ hai là ướp cá tươi ở ngoài biển, tức là vừa đánh bắt lên là ướp ngay tại thuyền luôn các bạn. Đó. À, là muối này giống như muối hột ha. Đây là muối hột. Dạ. 3 cá một muối. Cho nên đó lý do tại sao cái độ đạm của mình nó cao. Nếu mà muốn được cái lượng đạm mà tốt nhất, cao nhất á, thì mình sẽ đổ lên nhiều lần. Đó, mình cài nén lên. Cài nén cá đó không ạ? Tấn cá mình đổ nhiều lần lớp lên. Thì mình sẽ ra một cái số lượng thì nó lượng đạm nó cao hơn. Dạ. Hôm nay mình học được từ mới chượp. Chượp nghĩa là cá, cơm và muối người ta trộn lẫn nhau mới gọi là chượp phải không anh? À, đúng rồi. Dạ. Dạ, cho em hỏi là cái câu hỏi này rất là nhiều bạn hỏi KT. Nhưng mà sẵn ở đây thì em hỏi anh để anh chia sẻ giùm cho em là tại sao cái nước mắm cũng là cái độ đạm, nó cũng tương tự, thí dụ là 40 độ đạm đi, nhưng mà nước mắm của KT lại cái màu sắc nó lại trong hơn và nó sáng hơn. Còn
Còn 40 độ đạm khác thì nó lại đậm màu và nó đen hơn. Thì khi mà mình nói là cái độ đạm trên 39 độ đạm thì các bạn nói không, độ đạm như vậy là không đúng. Tại 39 độ đạm trở lên nó rất là đậm và đen. Anh có thể giải thích giùm em được không ạ? Tại vì từ khi mà mình muối cá và mình trộn cá lên một cái ủ, một cái thùng này, nếu như mình trộn từ 8 tháng mình cứ trộn đều đó, gọi là tác dụng về khoa cơ học á, thì mình cứ trộn lên trộn xuống gọi là đảo đó, thì nó ra cái lượng đạm nó là nó 40 nhưng nó sẽ sậm hơn. Còn công ty mình là từ hồi cài nén và chượp á là tới 14 tháng rồi cái là mình bắt đầu mình mới đổi đảo trộn sẽ ra cho một cái sản phẩm nước mắm mình là 40 hoặc trên 40. Thì cái màu sắc và hương vị rất là ngon. Chứ không là cho Katie xin lỗi là anh lần đầu tiên lên sóng cho nên là khi mà không có quay camera thì anh nói rất là lưu loát. Nhưng mà khi có camera lên á, thì anh hơi bị quýu á, tại lần đầu tiên chưa có quen. Thì ý của anh nói là cái độ đạm giống như vậy tương tự nhưng mà màu sắc khác nhau là tại vì sao? Tại vì khi mà mình đặt cái lô hàng gấp đi mà muốn cho nó nhanh, tức là gấp là nhanh á, là người ta sẽ trộn trong vòng 6 tháng, 8 tháng chứ người ta trộn vài lần, là trộn nhiều lần. Cho nên là khi mà nước mắm mà tiếp xúc với không khí nó bị oxy hóa thì nó sẽ đậm màu hơn. Còn cái lô mà KT đặt á, là KT đặt từ từ, tức là nó phải ít nhất 14 tháng. Sau 12 tháng người ta mới trộn một lần ha, gọi là đảo á. Rồi sau đó ít nhất là 14 tháng rồi mình mới ra một cái thành phẩm. Mình ít tiếp xúc với không khí thì cái màu của nước mắm á, nó sẽ đẹp giống như màu cánh gián anh nói, nó sẽ đẹp và nó lợt màu hơn. Mà nó cái độ đạm nó bằng với lại cái độ đạm mà 8 tháng mình chia sẻ với các bạn á. Nước mắm ở đây á, mình là nước mắm truyền thống cho nên nó không có một cái phụ gia nào, không có một cái hóa chất nào. Nước mắm truyền thống, khi chị lặp lại, nước mắm truyền thống là không có chất điều vị, không có bột ngọt, không có đường, chỉ có cá, cơm và muối. Nhưng mà theo anh Trường chia sẻ là như vậy, nó sẽ không có giống y chang 100% mỗi lô hàng về. Ví dụ như anh nói là tùy size phải không anh? Tùy size cá mà đánh bắt theo mùa nữa. Thì có cái size chuẩn nhất là size mấy anh? Size chuẩn nhất là size 79. 79? Bề ngang 7, bề dài đó. 7 và 9 phải không anh? Nhưng mà đôi lúc sẽ có những cái size khác nhỏ hơn hả anh? Size nó thường thường là nếu mà size lạt hơn thì nó size khoảng 3 năm. 3 năm. Những cái size cá đó sẽ làm cho mình cái màu sắc khác nhau. Đúng hả anh? Rồi, nó sơ xích một chút xíu. Và cái vị nó cũng vậy phải không anh? Nó cũng sơ xích chút xíu hả? Nó cũng sơ xích chút xíu. Dạ, không thể nào mà giống y chang nhau được phải không anh? Đúng rồi. Nhưng mà cái lý do tại sao những cái nước mắm, có những nước mắm là lúc nào nó cũng y chang nhau? Tại vì á, người ta mua của nước mắm về rồi người ta sẽ điều vị, rồi người ta phối màu thì luôn bao giờ nó giống nhau hết á. Nó không. Tức là người ta sẽ mua nước cốt nhĩ rồi người ta điều chế lại. Đúng rồi. Thì nó lúc nào nó cũng, anh nói thì em hiểu rồi. Thì cái nước mắm của KT đặt ở đây là bởi vì sao? Bởi vì mình không muốn bỏ bất cứ gì vô, không có đường, không có bột ngọt nha các bạn. Chỉ có muối và cá cơm thôi. Thì các bạn ơi, đây là những hình ảnh mình chia sẻ các bạn là muối cá trên tàu vừa đánh bắt lên là muối liền. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái vị nó sẽ khác không anh? Với lại ở đây không anh? Thì vị đánh nếu mà con cá càng tươi thì nó sẽ càng, nó vị nó rất là ngon và nó sẽ hương nó rất là thơm. Dạ. Đó, cho nên vừa ra màu sắc rất là đẹp. Đẹp. Còn nếu mà mình đem về đây thì nó đã tốn một cái thời gian, đúng không anh? Khi mà mình đem tàu chở về đây á, về trong kho á, là mình ướp cá tại đây. Đó là những hình ảnh này mình chia sẻ các bạn trên màn hình luôn đây. Đó, các bạn thấy không? Vừa bỏ cá, sau đó tới muối, rồi tới cá, rồi mình mới trộn lên. Cho em hỏi câu hỏi cuối cùng, tại vì em sợ tốn thời gian của anh, cho em hỏi là tại sao cái nước mắm độ đạm cao, giống như là 60 độ đạm đi, nhưng mà cái màu nó vẫn là màu cánh gián đẹp như vậy? Tại vì em cứ tưởng là cái màu sắc, cái độ đạm nó càng cao thì nó phải càng đậm chứ mà. Tại vì đó là ý tưởng của rất là nhiều người ta nghĩ như vậy đó. Thì anh có thể giải thích không ạ? Thì nó cũng đơn giản thôi. Dạ. Tại vì là mình đã muối cá, hai cá muối rồi bắt đầu mình rút hết khô ra, mình dồn chượp lại. Mình dồn chượp lại. Khối chượp rất là nhiều. Cho nên nó sẽ ra một cái lượng đạm rất là cao. Và tức là nhiều độ đạm nghĩa là nhiều cá, đúng không? Càng nhiều cá bao nhiêu thì độ đạm nó sẽ càng lên bấy nhiêu. Thì mình dồn chượp lại. Thí dụ 10 tấn mình dồn lên 20 tấn, 20 tấn mình sẽ lấy một cái số lượng ít nước quá. Ít nước đi thì sẽ đạm bao giờ nó cũng cao. Không làm mất thời gian các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tới cái lô hàng mà KT đặt
đó là sau 14 tháng là, và cái độ đạm mà KT muốn á, và cái màu sắc mà KT muốn luôn, nó nhìn ra như thế nào nha. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thùng như thế này, là gọi là không biết gọi là phải gọi thùng hay là bồn nữa, bằng gỗ như thế này là để ủ nước mắm trong đây nha các bạn. Đó. Ôi ôi quá trời quá đất luôn nè. Wow. Để lấy nước mắm ra từ cái vòi này nè. Wow. Các bạn tưởng tượng không? Rộng khủng khiếp không? Quá trời quá đất luôn nè. Cái này gọi là thùng chượp. Nhà máy nước mắm này là phải nói là lớn nhất ở Phan Thiết luôn. Quá trời luôn. To lắm các bạn ơi. Đó, các bạn thấy nước mắm không? Nhĩ ra như vậy, cho nên ta gọi nước mắm nhĩ là nó nhĩ ra từng chút như vậy. Đó, nước mắm nó đang nhĩ ra, nhĩu ra nè các bạn. Giờ mình lấy cho các bạn xem cái màu sắc của nó nha. Các bạn thấy cái màu sắc đẹp không? Ôi, để mình ngửi thử nha. Wow, thơm lắm các bạn ơi. Cái màu sắc đẹp dễ sợ luôn. Wow. Ngon, ngon xuất sắc luôn á. Wow, cái độ mặn nó vừa phải, nó không có quá mặn. Ngon các bạn ơi. Cái vị ngọt của cá, từ cá đó. Rất là ngon luôn. Nước mắm này á, mà các bạn dầm với là ớt, rồi cho tí đường, rồi ăn với là xoài sống. Lát mình quay mình chia sẻ các bạn luôn. Ăn riêng luôn các bạn ơi. Để mình hỏi có vài thắc mắc mà rất rất là nhiều bạn hỏi. Bây giờ mình hỏi cái anh kỹ thuật viên ở đây nha. Cho em hỏi là anh tên gì vậy ạ? Mình tên Thịnh. Thịnh. Dạ, có một cái câu hỏi thắc mắc và rất là nhiều bạn hỏi là tại sao nước mắm mình mua về ăn, sau đó mình mở ra rồi mình cũng đóng lại, nhưng mà sau một thời gian thì nước mắm lại chuyển màu đậm, nó không còn cái màu đẹp như là Katie mới chia sẻ các bạn nữa. Mà sau khoảng vài tuần hay một vài tháng đi, bạn mà đóng không kỹ hay là đóng kỹ gì cũng vậy hết, tự nhiên nó chuyển qua màu đậm, giống như đậm đen vậy đó. Chia sẻ thêm cái này là thứ nhất á, là cái mà khi mà mình ăn nước mắm á, các cái màu mà khi mình sử dụng, nước phun mình sử dụng á, thì nó có xuống cái màu đen, đúng không ạ? Thì cái màu đen này thì quá trình mình phun ra thì không khí nó vô. Không khí vô. Rồi, không khí vô. Thì tất nhiên là nó bên trong nó không có bảo quản, mà không cái có màu chất đen bảo này xuống hoàn toàn tự nhiên của nước mắm truyền thống. Đã. Khi mà nó nước mắm truyền thống là như thế nào, nghĩa là sao? Nước mắm truyền thống là sao? Tức là nước mắm truyền thống là chỉ có cá và muối thôi. Cá và muối thôi, là cá nước mắm tươi, gọi là nước mắm cá tươi và muối thôi. Đó là nước mắm truyền thống, nghĩa là đó là hiện tượng tự nhiên đúng không? Giống như tự nhiên, không có chất bảo quản cho nên nó phải được chuyển màu. Nói chung là chất lượng không thay đổi. Nhưng mà cái vị thì nó vẫn ngon như vậy. Vẫn bình thường vậy. Vẫn bình thường và không bảo đảm sức khỏe cũng vẫn giống như là không có gì ảnh hưởng tới sức khỏe và ăn vẫn ngon, vẫn tốt cho sức khỏe. Thì cái hiện tượng đó nó chỉ là bình thường thôi các bạn. Nếu mà mình mở ra mình ăn, gọi là oxy hóa, tức là không khí nó vô á, thì nó sẽ bị thay đổi cái màu, chỉ có vậy thôi. Em cảm ơn nha. Thì cũng giống như trái cây vậy các bạn, nó cũng giống như vậy. Thí dụ như giờ trái ổi bạn cắn nó hay bạn cắt nó ra mà bạn để ngoài không khí như vậy, thì một lát các bạn sẽ thấy nó cũng đổi màu. Tức là nó, cái đó là hiện tượng tự nhiên. Và cái tiếp theo là khi tôi muốn chia sẻ với các bạn là sau khi mà người ta chiết xuất ra nước mắm nhĩ á, là người ta phải test sản phẩm xem cái độ đạm nó đạt chuẩn chưa. Thì thường thường á, là cái này người ta ủ ít nhất là 1 năm nha các bạn, rồi mới đem test sản phẩm. Nếu mà đạt tiêu chuẩn rồi đó là mình bắt đầu mình mới đóng gói. Và bây giờ mình mời các bạn đi tới phòng thí nghiệm test sản phẩm nha. Thì sau khi ủ nước mắm được 1 năm là ít nhất nha các bạn, kế tiếp á, là người ta sẽ đi test cái độ đạm. Ở đây là nước mắm đang gọi là chưng cất giống như hấp khách thủy vậy đó. Thì nó sẽ hút lên cái hơi của nước mắm và nó chuyển qua đây. Đây, chuyển qua đây. Và cái nước này tức là nước đạm của nước mắm đó nha các bạn. Và bây giờ người ta sẽ lấy ra và test độ đạm. Sau khi mà mình xong rồi, mình lắc như thế này nè các bạn, thì một hồi các bạn sẽ thấy đó nó chuyển từ hồng sang vàng á, là phải ngừng liền. Rồi bây giờ là mình sẽ làm như thế nào để mình biết cái độ đạm của nó? Đọc cái số ở trên đó, cái giá trị của nó. Là nó lên như vậy hả? Từ 0 đi xuống dưới đây là 7.5.
Đây là giá trị độ đạm của mình là 60 độ đạm. Thì các bạn ơi, sau khi mà test sản phẩm ra và thấy độ đạm đạt được chuẩn, tiêu chuẩn cao và đúng như những gì mà mình yêu cầu thì ở đây sẽ ra bằng thủ công. Hiện tại bây giờ KT đặt là thủ công là lý do tại sao? Bởi vì những cái chai KT đặt nó khác biệt với những cái chai nhà máy đang hiện tại đang có, và cái khuôn KT đặt cũng không có luôn. Cho nên là các bạn sẽ thấy mấy em làm bằng thủ công, tức là đóng rót vào chai, rồi giống như là packaging, đóng gói, làm label hết tất cả bằng thủ công, bằng tay hết. Sau khi mà rót nước mắm xong là mấy em làm gì? Đó. Không có bằng thủ công, tất cả đều làm bằng tay hết. Làm bằng tay nhưng mà rất là đều tay luôn nha. Sẽ ra thành phẩm như thế này. Đó, nước mắm nhĩ KT Food nguyên chất nha, và không có chất bảo quản nha các bạn. Bây giờ KT nhào vô làm thử cho các bạn xem. Đẹp chưa? Và các bạn ơi, nếu như mà bạn nào có nhu cầu muốn mua sỉ như là ở siêu thị, ở chợ, mình để số phone trên màn hình của bên Mỹ và bên Việt Nam luôn, để cho bạn nào có nhu cầu làm đại lý và kinh doanh ở bên Việt Nam và bên Mỹ thì liên lạc hai số điện thoại trên màn hình dùm cho KT nha. Quá trời nước mắm nha các bạn. Cái này là chai nhỏ nha. Đó, đóng gói chai nhỏ. Mắm nhỏ chai KT Food nè. Đó. Cái này là chai nhỏ để làm chi, để mình đi du lịch á, hay là mình để trên bàn ăn. Đó, nó tiện hơn. Cái này là chai nhỏ 60ml, còn này 180ml. Đây là hàng chuẩn bị đóng qua bên Mỹ nha các bạn. Đó, là chuẩn bị ship qua bên Mỹ. Rất là nhiều luôn. Đi cả công luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ đem theo nước mắm để Linh đi dọc đường mình ăn. Làm nước mắm đường để ăn xoài nè, rồi ăn cơm nữa, ngon lắm. Ăn với cơm nóng là tuyệt vời luôn á. Và các bạn ơi, sau một ngày trời mình đi quay chia sẻ các bạn là bây giờ cũng đói lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi ăn thử, test sản phẩm. Khi sản phẩm ra rồi mình phải test, mình ăn đó, đúng không? Để xem nó có thật sự là ngon như vậy hay không nha. Đi. Ôi các bạn ơi, mình được đãi một nồi canh chua cá. Ôi, ngon quá. Ủa cái này cái gì vậy em? Nhìn nó hấp dẫn quá. Rồi có mực xào. Cái này chắc cá thu chiên nè. Ôi, ăn với là nước mắm KT Food là số 1 luôn. Mở ra thì không có cần phải cắt gì hết, tại trong đây có rồi. Có cái lỗ sẵn này nè. Dẫn quá. Ăn thử miếng nước mắm. Cơ hức nó cay khủng khiếp luôn. Mực. Mực ngon quá, mực tươi. Mắm ngon xuất sắc. Chẳng lẽ mình bán kinh doanh để mình tự khen, mà thật sự rất là ngon. Mắm này không quá mặn. Độ đạm cao mà nó không có mặn nha các bạn. Nó mặn vừa phải. Ngon quá. Cá chiên chấm dặm mắm gì thôi cũng đủ ngon rồi. Đôi lúc á thì luộc cái trứng là cắt dưa leo ăn với lại nước mắm vậy với dầm ớt vậy thôi là đủ rồi. Là thấy là cực phẩm nhân gian rồi đó. Hôm bữa đi du thuyền, trời ơi, 3 ngày ăn đồ Mỹ ngán quá chừng luôn, thèm nước mắm. Mà đâu có đem nước mắm theo đâu. Đem có mì gói là bằng chai thanh long thôi à. Đợt sau mà mình đi là mình sẽ đem theo chai nước mắm, cái chai nhỏ này nè các bạn. Đó. Mùa hè này mình đi chu du châu Á là mình sẽ đem theo mấy chai nhỏ nhỏ vậy nè. Không thôi thèm. Mùa hè năm vừa rồi mình đi á, trời ơi, mình đi một tháng mấy trời. Người ta không có chai nước mắm các bạn. Mấy chỗ mình đi á, Hàn Quốc với Nhật người ta đâu có ăn nước mắm.
Cho nên là qua đó thèm dễ sợ luôn. Kỳ này mình rút kinh nghiệm, kỳ này mình sẽ đem theo nước mắm. Và các bạn ơi, bây giờ thôi mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình đi ăn chung với là bạn bè của mình. Mình mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Và hy vọng là video này giúp ích được cho rất là nhiều bạn hiểu biết thêm về nước mắm. Nước mắm Nhĩ làm bằng như thế nào và tại sao có ra được sản phẩm rất là ngon trên thị trường như thế này. Nếu mà có thắc mắc gì cứ để dưới phần bình luận, Katie sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Nếu mà được bạn nào có nhu cầu, nhất là mùa lễ này nè, mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà, cô chú, hay là cha mẹ, hay là vợ, người yêu, đó là Katie thấy hắc nhân sâm mà Katie đang uống rồi các bạn ơi. Mỗi ngày Katie uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình. Mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có sức lực, có động lực, có năng lượng để mình làm hơn. Nhất là những bạn mà làm nail, làm tóc mà ham làm quá mà làm biếng ăn á, thì có thể nhai một miếng sâm, cái củ sâm này nè, nhai một miếng để cho nó có sức. Còn sáng mà xuyên á, thì làm ly như thế này nè các bạn, pha sâm với là mật ong uống. Sâm này rất là tốt nha các bạn. Mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi, cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới đem về tiệm bán. Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ, free ship nếu bạn mua minimum là 299, hiện tại đang có giảm giá. Một cái hũ sâm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499, nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa 7 Bosa là 299, được free ship cái hộp này. Còn sâm cũ, sâm cây á, là 8 cây sâm như thế này á các bạn, mà cái món quà có ý nghĩa luôn, mà đang giảm giá từ 300 còn có 179 mà thôi. Còn nếu mà bạn nào ở Canada, ở châu Úc, châu Á, ở Việt Nam đi, bạn muốn ship thì cũng có ship luôn nha các bạn. Thì bạn gọi số phone khác dùm Katie, đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood á. Bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ. Các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn. Cái giảm giá này rất là nhiều, tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa. Cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi, cha mẹ mình đau nhất, người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp, đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng á, mình nên mua mình tặng cho cha mẹ, ông bà, cô chú. Và các bạn ơi, sâm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Trong thành phần của sâm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua hào, bào ngư, chai sữa, cà chua, đậu nành, lúa mì. Công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em, và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa, rồi cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô cho mùa lễ này nha các bạn. Sâm này đang rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao á các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Nếu mà được thì mua ủng hộ Katie nha. Xin thông cảm cho Katie là mình làm kinh doanh, kênh của mình là chia sẻ nấu ăn, chia sẻ đó đây tin tức giống như cuộc sống của anh ta và review nhà hàng, nhưng mà mình cũng có kinh doanh, cho nên là thông cảm cho Katie là đôi lúc Katie chia sẻ gì và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á thì thông cảm cho Katie nha. Nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ Katie, còn nếu không thì bỏ qua giùm Katie, đừng có la Katie nha. Thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà, chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun lông mày, phun mí, sửa lông mày, chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm, đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ. Đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha.
tiệm trang sức KJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US One 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.